kế thừa những định hướng chiến lược đã được xác định trong 7 quy hoạch chiến lược, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vẫn tiếp tục xác định quan điểm xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh là chuyển đổi mô hình phát triển từ nâu sang xanh theo hướng bền vững, dựa vào 3 trụ cột: thiên nhiên, con người và văn hóa, kết hợp với tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, cơ hội mới và công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Đồng thời, các quan điểm cốt lõi về không gian phát triển, một tâm hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực cũng tiếp tục được kế thừa. Điều này cho thấy Quảng Ninh đã khắc phục được tư duy nhiệm kỳ trong việc lập quy hoạch. Những định hướng chiến lược luôn được kế thừa xuyên suốt qua các giai đoạn phát triển. Là đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, nên trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, chúng tôi đã kế thừa đầy đủ những định hướng nền tảng của quy hoạch trước đây, bảo đảm các bản quy hoạch mang tính liền mạch, xuyên suốt. Đồng thời, chúng tôi cũng cập nhật, bổ sung những thông tin, dữ liệu, những cơ hội mới trong bản quy hoạch lần này, đảm bảo quy hoạch vừa mang tính liền mạch, vừa xác định được những trọng tâm phát triển trong giai đoạn tới. Với sự công phu, bài bản, khoa học trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá là một trong những bản quy hoạch mẫu mực của cả nước. Đây là một cái bản quy hoạch được chuẩn bị rất là công phu, rất là khoa học, chất lượng thì rất là tốt. Cách tiếp cận để xây dựng một cái quy hoạch như thế này là rất hiện đại, rất phù hợp với cả cái xu thế cũng như là cái tư duy của cả quốc tế hiện nay. Ở trong đó thì có nhiều cái tư duy rất là mới, có nhiều cái tầm nhìn rất là mới. Đây là một cái bản quy hoạch được xây dựng tốt, có thể làm là hình mẫu để chúng ta có thể tiếp cận và nhân rộng nó ra. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong việc thu hút các dự án đầu tư. Một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam là sự ổn định trong chính sách phát triển. Đối với Quảng Ninh, tôi đánh giá rất cao chất lượng cũng như tính kế thừa của quy hoạch tỉnh trong hơn 10 năm trở lại đây. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để chính quyền địa phương có thể tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư. Tạo dựng được niềm tin cũng là yếu tố khởi đầu không thể thiếu được để chúng ta có thể triển khai các bước hợp tác tiếp theo. Với những định hướng, bước đi chiến lược đã được xác định, cộng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện là nền tảng để Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.